Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Và như các bạn có thể biết được, cuộc chạy đua về công nghệ giữa các hãng chưa bao giờ có thể kết thúc. Mọi thứ đều có thể chạy đua, từ cấu hình cho tới phần thiết kế. Và người hưởng lợi rõ ràng là người tiêu dùng, cũng như là về mặt cơ bản là game thủ. Nếu như bạn có nhiều tiền, có thể mua được bất kỳ một sản phẩm nào khi vừa mới ra mắt, thì đấy là một điều rất tốt. Tuy nhiên thì việc các bạn quan tâm thêm những cái sản phẩm công nghệ mới lạ thì điều đấy cũng vô cùng tốt. Và mình đang có mẫu laptop đây, hoặc có thể nói là một PC di động, cụ thể là dòng Predator Helios 700. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mẫu laptop của Acer thì chúng ta đã không thể nào gọi là một mẫu PC di động được. Mọi thứ các bạn cần đó chính là một sức khỏe thật tốt để có thể bê được cái mẫu PC di động này đi, bởi vì cân nặng của máy rơi vào khoảng chừng 5kg và hai cục sạc to hơn hai viên gạch sẽ nặng khoảng 3kg nữa. Thôi, mình nói vui vui một chút thôi. Thực tế ra, để sở hữu được mẫu Helios 700 là một điều rất khó, hoặc gần như là một điều không thể, chỉ là thời điểm hiện tại, bởi vì theo những thông tin mình tìm hiểu, mình cũng hỏi ở bên cửa hàng showroom của mình, thì Acer không bán cái mẫu laptop này. Và nhìn sơ qua một chút về phần vẻ ngoài đi, về mặt cơ bản, thiết kế giống hệt với những cái dòng Helios khác như kiểu 300 hay 500, chỉ đơn giản khác biệt lớn nhất đó chính là việc nó được phóng to lên. Lý do giải thích cho việc này rõ ràng để tăng tính nhận biết về sản phẩm cũng như phân khúc của Helios được tốt hơn trước. Như các bạn có thể biết được thì là Acer có rất nhiều các dòng, dòng biết đến nhiều hơn là dòng Nitro. Nitro thì có mức giá khoảng tầm trung rồi, còn đối với dòng Helios thì có mức giá khoảng cận cao cấp hơn. Và bây giờ chúng ta có mẫu laptop cũng thuộc dòng Helios, thế nhưng đây là dòng rất cao cấp, bởi mức giá của nó loanh quanh khoảng chừng là hơn 100 triệu đồng, tức là dòng Helios không còn là dòng tầm trung nữa, bây giờ sẽ tiến đến phân khúc gọi là Helios cao cấp. Đối với những cái dòng laptop có thân hình hộ pháp như Helios 700 thì việc mở máy ra là cực kỳ dễ dàng, bởi vì phần thân máy đã giữ cho phần bản lề được vững. Đây, rất dễ dàng luôn, mở bằng một ngón tay luôn. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất trên các dòng laptop của Acer đó chính là về phần bản lề luôn. Có thể đồng ý một bạn một điều là bản lề có thể mở lên rất dễ, thế nhưng cái độ dơ của bản lề rất lớn, và mình chỉ cần để khoảng hơi này thôi thì bản lề đã có khả năng rơi xuống rồi. Các bạn đợi chút, đây, bản lề đang xuống này. Đấy, xuống rất nhanh, hơi lâu một tí. Đó, và sẽ rơi vào khoảng chừng như này thôi. Mình nghĩ đây là một góc rơi vào khoảng chừng 25 độ đã có thể gọi là đập dập máy xuống rồi. Và mình cảm thấy thì đây là một điều mà Acer cần cải tiến lên tất cả các dòng sản phẩm của họ, để sao cho cái bản lề là một cái điểm mạnh của sản phẩm, thay vì hiện tại trở thành một điểm yếu của sản phẩm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải khen ngợi một chút, đó chính là về phần màn hình. Phần màn hình sẽ là màn hình 17,3 inch, tức là trên các dòng laptop chơi game thì đây gần như là một màn hình to nhất rồi. Độ phân giải là Full HD, 100 triệu Full HD. Mình nghĩ nếu mà có màn hình 2K sẽ tốt hơn. Tần số quét là 144Hz. Và màn hình này hỗ trợ tính năng G-Sync, tức là đây là màn hình thuần vấn đề liên quan tới gaming. Và ở bốn cạnh viền mình phải nói thực sự là bây giờ các laptop đều thiết kế theo bốn cạnh viền sexy, thế nhưng bốn cạnh viền của Helios 700 không được sexy cho lắm, thực ra là hơi to. Và ở ngay bên dưới sẽ là khu vực logo của Predator, và bên trên sẽ là phần webcam. Dĩ nhiên dày như này thì phải có webcam rồi. Và đến phần bàn phím thì bàn phím rất hay nhá. Helios 700 được trang bị bàn phím cơ. Tất nhiên đây sẽ không phải bàn phím cơ gọi là đầy đủ thông thường giống như các bạn bàn phím cơ các bạn sử dụng ở nhà hay là ở chỗ làm việc. Bàn phím cơ trên cái mẫu laptop Helios 700 là bàn phím cơ low profile, nó sẽ có thiết kế đặc biệt một chút, hành trình phím nông hơn, thế nhưng cảm giác gõ tốt hơn rất nhiều khi so với bàn phím cao su. Và cái trải nghiệm của mình nếu như so với bàn phím cơ ngoài đời, tức là bàn phím cơ đầy đủ kích thước full size thông thường, thì cảm giác theo như mình đánh giá là được khoảng 80%. Và bàn phím này có cả led RGB và có thể thay đổi theo từng phím. Và đặc biệt một điều đó chính là keycap có thể thay đổi và được tặng kèm trong hộp. Thật ra thì đây là một điểm mình thấy vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của sản phẩm. Điểm mạnh đó chính là các bạn có thể thay đổi tùy theo sở thích cá nhân, và thế nhưng cái điểm yếu của sản phẩm đó chính là cái việc thay keycap này, các bạn tháo ra lắp vào nhiều thì sẽ gây ra cái tình trạng ọp ẹp ngay trên chính cái phím bấm đấy, bởi vì đây không phải là bàn phím cơ thông thường, kiểu bàn phím cơ thiết kế riêng ấy. Thế nên cái phần thay keycap nó cũng khá là buồn cười, nó hút bằng 500 cơ, nên đôi khi nó sẽ bị xảy ra tình trạng ọp ẹp. Nếu chỉ dừng lại ở mỗi đây thôi thì có vẻ như Helios 700 chẳng gì khác biệt ngoài cái tên, nhưng không, bàn phím này chính là điểm đặc biệt trên cái mẫu laptop. Mà trước tiên chúng ta sẽ phải mở máy lên đã. Nãy giờ mình vẫn tắt máy mà. Và khi mở máy lên, các bạn sẽ chuẩn bị nghe lại âm thanh quen thuộc. Âm thanh đến hơi lâu một chút. Đây là âm thanh trên tất cả các dòng Helios, thật ra là dòng Predator thì chính xác hơn. Và khi mở được máy lên rồi thì các bạn có thể kích hoạt được một tính năng vô cùng thú vị, là khi các bạn kéo bàn phím xuống
Đấy, khi các bàn phím xuống thì đầu tiên các bạn sẽ có thể thay đổi được cái góc chơi game cũng như là góc làm việc. Và cái thứ hai nữa, các bạn sẽ hở ra được khoảng hở để quạt có thể hút gió thêm vào, và bạn sẽ được kích hoạt tính năng turbo. Tuy nhiên mình sẽ lưu ý một điều, nếu như muốn kích hoạt tính năng turbo, các bạn bắt buộc phải cắm hai cục sạc vào máy, và pin máy phải hơn 40% thì mới có thể kích hoạt được tính năng turbo để đẩy hiệu năng máy lên cao. Và bây giờ chúng ta sẽ đẩy vào một chút cho nó gọn hơn, thế này cho đẹp chứ. Đó, và nhìn xuống bên dưới một chút thì chúng ta sẽ tới phần trackpad. Trackpad trên các dòng laptop gaming dĩ nhiên là để màu mè thôi, chứ gần như rất hiếm người sử dụng. Và mình thấy ở đây là trackpad được phủ lên một lớp phủ, không phải lớp phủ nhám mà cũng chẳng phải kính, vì khá thích tay, tuy nhiên là hơi bé. Và được cái là xung quanh bốn viền thì là đều có một dải led, và phím chuột trái chuột phải đặt cách biệt và vô cùng im lặng khi mình có thể bấm vào. Mà mình ấn mạnh thì nó vẫn to thôi, nhưng mà đây khi mình bấm bình thường này thế gần như chẳng có tiếng gì cả. Rồi thì bạn có thể nhìn thấy các phím macro bên trên. Bên phím macro này thì các bạn có thể cài đặt sao cho ý thích. Và ngoài cùng dĩ nhiên là phím turbo. Và cái phần phím nguồn trên cùng sẽ là một phím nguồn hình đặc trưng, kiểu cái giống ở ngực, giống kiểu Iron Man ấy, kiểu mình cảm giác kiểu liên tưởng giống như vậy ấy. Rồi chúng ta sẽ đến những cái phần khác ở trên mẫu laptop đi. Điều khiến cho mẫu laptop có mức giá lên tận hơn 100 triệu đồng hoặc là mẫu PC rộng, đó chính là về phần cấu hình. Acer Helios 700 được trang bị CPU Intel Core i9 10980HK 8x16 luồng, Kaloa RTX 2080 Super, 32GB RAM và 1TB SSD. Nhân tiện thì mình sẽ trả lời cho thắc mắc một số bạn khi nghe đây, đó chính là tại sao không sử dụng RTX 3000 series. Lý do đơn giản là mẫu laptop này được ra mắt từ trước khi RTX 3000 series ra mắt, và kể cả có ra mắt sau đi chăng nữa thì cũng chưa chắc được trang bị RTX 3000 series, bởi vì Nvidia sản xuất chip GPU dành cho desktop gần như là không kịp. Thế nên việc các bạn muốn dành cho laptop, mình nghĩ sẽ phải sang tới đầu năm 2021 hoặc là khoảng giữa năm 2021, thì khi đấy các bạn có thể mua được các mẫu laptop được trang bị card đồ họa RTX thì đấy dễ dàng hơn rất nhiều. Và với một cấu hình có thể nói là rất nóng thì hệ thống tản nhiệt tất nhiên là phải đủ tốt thì mới có thể tải được. Và hệ thống tản nhiệt bao gồm hai quạt AeroBlade. Khi các bạn kéo xuống thì hệ thống hai cánh quạt sẽ ở nằm hai bên, các bạn hoàn toàn có thể nhìn được, và tổng cộng sẽ có 5 ống đồng đi theo. Và theo như cảm quan đánh giá của mình thì nếu xét về mặt độ ồn đi, độ ồn thì dĩ nhiên sẽ rất ồn khi mà tính năng full mode kích hoạt, quạt sẽ quay trên 6.000 vòng một phút thì khi đấy sẽ tương đối ồn. Thế nhưng cái hiệu quả làm mát theo mình đánh giá là rất tốt, và khi các bạn sử dụng lướt web thì các bạn vẫn nghe được đôi chút tiếng gió hú, thì đây là điều các bạn cần phải chấp nhận, bởi vì khi sở hữu một mẫu laptop có một cấu hình rất mạnh như này thì nó sẽ hơi ồn đấy. Về mặt cổng kết nối cũng như khả năng nâng cấp rất tốt, khi mà mẫu laptop Helios 700 này hỗ trợ nâng cấp RAM, hai khe HDMI hỗ trợ thiết lập RAID 0, một slot HDD với nâng cấp tối đa là 2TB. Và với nhu cầu chơi LOL và nghe nhạc của mình thì thực sự là mình không biết phải sử dụng bao lâu mới có thể hết được những gì mà mẫu laptop này có thể mang lại. Và cổng kết nối được đặt ở vị trí cắt thuận tiện để các bạn có thể thao tác, bao gồm cổng HDMI, USB Type-A, USB Type-C, và không thể thiếu được đó chính là hai cổng sạc vô cùng lớn. Mình sẽ nhận xét một chút về cái phần loa trên sản phẩm này. Mình biết là sản phẩm này có loa rất to, và các bạn có thể xem review một số nơi, đó chính là việc các bạn có thể vừa chơi game và không cần phải cắm tai nghe, nghe loa trên sản phẩm cũng được. Thì mình đồng ý một điều, nếu như các bạn chơi các tựa game MOBA như kiểu là Dota 2 hoặc là Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên nếu như các bạn chơi những cái tựa game yêu cầu cần phải nghe tiếng bước chân như kiểu là, không biết bây giờ còn ai chơi PUBG nhỉ, thôi cứ cho là PUBG đi, CSGO này, Overwatch này, hay bây giờ là tựa game gì nhỉ? Warzone đi, đúng rồi, tựa game cả Warzone nữa. Và
theo như mình ấy, nếu như bạn chơi tựa game đấy thì các bạn cần phải đeo tai nghe, mặc dù loa có thể to đi, thế nhưng việc các bạn vừa nghe tiếng quạt hú lại phải vừa nghe thêm cả tiếng bước chân, tiếng súng nữa thì nó hơi buồn cười một chút đấy, kiểu như vậy. Rồi thì trên đây là nhận xét của mình về cái mẫu laptop này, hoặc là mẫu PC di động của Acer, cụ thể là dòng Acer Predator Helios 700, một mẫu laptop theo như mình cảm giác rất quen thuộc đối với các cái dòng phân khúc của Acer, lại vừa đấy bối rối khi nhìn vào phần cạnh viền trong năm 2020 không được sexy cho lắm. Còn việc các bạn có mua hay là không, hoặc là có thể tìm để mua được hay không, rõ ràng phụ thuộc vào cảm hứng của các bạn. Và nếu như mang cái mẫu laptop này lên bàn cân để so sánh thì mình cảm thấy sẽ hơi nặng đấy, các bạn cần phải chọn những cái bàn cân tương đối tốt. Rồi ok, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.